Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay, như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất là dài của một người em mà Nguyễn đã từng kể rồi trong tập 289 là em Ri. Và về sau đó đó, em có gửi thêm cho Nguyễn Nguyễn những cái sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của em nữa. Và trước khi mà đi vào nội dung của tập mới nhất, như thường lệ thì mọi người đừng quên ủng hộ Nguyễn Nguyễn bằng cách là like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh ha. Và tất cả những cái nút like, nút share và những lượt đăng ký đó, nó chính là nguồn động lực rất là lớn để cho Nguyễn Nguyễn làm clip phục vụ cho mọi người. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả từ khắp nơi. Mọi người có thể gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ email Nguyễn để trên màn hình nè, là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin một lần nữa có trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và tóm tắt qua về em Ri này chút xíu. Em thì nhỏ hơn Nguyễn Nguyễn tầm độ khoảng vài tuổi đó, và là một người con của miền Tây. Cái chuyện đầu tiên em kể trong video này là hồi lúc mà em học cấp 2. Ở trong dưới quê của em á, ở huyện mà có 3 ngôi trường cấp 3. Một là ở ngay chợ nè, một ở bên kia sông và một ở trong xã. Cái ngôi trường ở trong xã như thế nào thì lúc đó em không biết. Nhưng mà ngôi trường trong chợ đó thì nó có những cái câu chuyện như thế này nè. Năm đó là em Ri đang học lớp 9. Buổi sáng ngày hôm mà xảy ra vụ việc á, em đâu có đi học đâu. Do là trong huyện á, nhỏ lắm các bạn, đi tới đi lui là thấy nhau hết trơn à. Thì em đang ngồi chơi với những cái người bạn của mình, thì thấy là bên cái ngôi trường cấp 3 ở ngay chợ á, mấy anh chị học lớp 12 được thả cho về hết trơn. Đúng lý ra là giờ này phải ngồi trong lớp học, nhưng mà tự nhiên cái ồ ạt ra về, mà mặt ai nấy cũng rất là hoang mang. Cho nên là em Ri có hỏi những cái người quen ở trong xóm á, thì được biết là trong cái ngôi trường đó có người vừa bị vong nhập. Và cái người bị nhập á là một cái chị đang học lớp 12, và nghe chứng kiến kể lại như sau. Cái lớp á đang học rất là yên lành, tự nhiên cái chị này nè, chỉ lên cơn co giật, rồi đột nhiên chị khóc, sau đó là chỉ cười các bạn, giống như một cái người lên cơn tâm thần vậy đó. Và những cái người ngồi ở xung quanh nhìn thấy vậy sợ lắm, hoảng quá trời luôn. Thậm chí là có vài người nha, vì nhìn thấy cái dung mạo của cái chị đó tự nhiên nó biến đổi á, giống như là cái thần sắc nó biến đổi mà cứ cười man dại ghê quá trời luôn. Nên một vài người trong lớp ngất xỉu và được người ta đưa ra ngoài. Và may mắn ở trong trường có một cái chú này là dạng giống chú hiểu biết về tâm linh á. Chú được nghe tin báo xong chú chạy tới. Chú đi tới ngay chỗ cái người mà bị nhập á, châm một điếu thuốc rồi đưa ra xung quanh, giống như là kiểu không biết làm sao nữa. Chú cứ đưa quơ 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 thay cho nhang vậy các bạn. Rồi chú ngồi đối diện cái chị đó nha. Chú mới hỏi á, mày là ai? Thì cái người bị nhập các bạn, con mắt á, nó giống như là cái lòng xổ số lô tô vậy đó. Nó long lên sòng sọc, nó chạy sọc như thế nào. Liếc qua rồi nhìn cái chú này và kêu á, tao tên là Đăng. Nói thẳng tên ra luôn nha. Những cái người thầy cô giáo cộng với những cái người mà gọi là thanh niên á, ở trong trường, ví dụ bảo vệ này kia các kiểu nè, hoặc là tạp vụ đứng xung quanh chỗ đó, còn học sinh là bị đuổi đi về hết trơn rồi. Chỉ có vài người lén lén ở lại coi được thôi. Thì nhìn thấy biết chắc chắn là vong nhập. Mà cái vong này nó dữ lắm nha các bạn. Bị là cái cách trả lời cũng như là cái điệu bộ của nó đó, điệu bộ của cái vong đó cực kỳ oán giận và hằn học luôn. Thì cái chú biết về tâm linh nghe xong rồi chú mới hỏi lại á, mày tại sao mày lại chết? Thì chị gái kia chỉ cười khằng khặc, chỉ kêu là tao treo cổ trên cái cây còng ở phía sau cái dãy học này nè. Rồi bắt đầu các bạn, bà đó bà quậy lên, bà vung tay múa chân, thậm chí là bà còn tính chạy qua để mà bà bóp cổ cái chú mà đang hỏi chuyện bà nữa. Thấy như vậy, lập tức là 5-6 người đàn ông ở xung quanh chạy tới để mà cản lại. Nhưng cái sức giữ không được cái bà gái kia luôn. Cố gắng nha, ghi bà xuống. Xong rồi có những cái người xung quanh người ta sợ quá đó, nên là người ta tới người ta năn nỉ. Người ta kêu là ơi trời ơi, bình tĩnh đi, sao mà nhập vào cái người này, sao mà nhập vậy, rồi bình tĩnh đi. Nói chung cái khung cảnh lúc đó nó hỗn loạn lắm các bạn. Và rồi bằng một cái cách nào đó,
Không biết là trường có quen biết hay như nào, nhưng cái đoạn sau là học sinh không có được chứng kiến nữa rồi. Tại vì thầy cô giáo xong rồi mọi người bu đông quá trời đi, đưa chị này tới một cái chỗ nào đó để mà trục cái vong kia xuất ra ngoài. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy cho đến năm mà em Ri này nhập học vào cấp 3 là năm lớp 10 ha. Và cái ngôi trường của em á chính là cái ngôi trường có cái chị gái kia bị vong nhập. Và sự vụ đầu tiên về tâm linh em được nghe á, trong cái khoảng thời gian này do một người bạn của em tên là Na kể lại. Na thì ở chung dãy trọ với một người tên là Linh. Và bé Linh kia đó, bé đẹp lắm, mà con gái mà kiểu hay trau chuốt, hay chú ý nhan sắc của mình. Và Linh có một cái gương nhỏ này nè, dạng gương cầm tay có nắp bật đó các bạn. Em hay soi xong rồi em coi da mặt mình như nào, có bị nổi mụn hay là này kia hay không. Thì lúc đầu không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Cái dãy trọ này nó cũng nằm gần cái ngôi trường ha. Thì mọi chuyện cũng bình thường lắm cho đến một hôm nọ. Khi mà bé Linh này bé sờ lên trên trán của bé đó, thì bé thấy là nó bị cộm cộm lên. Bé nghĩ chắc là mụn thôi. Và cả ngày hôm đó bé học rất là nhiều luôn. Về tới cái dãy trọ rồi thì bé cũng phải kiểu giặt giũ quần áo rồi phơi phóng cho đến tầm khoảng 8-9 giờ tối đó. Bé ngồi trước cái bàn của mình, định mở cái gương nhỏ ra để mà nặn mụn trên trán á. Lúc đầu á thì bé cũng nặng bình thường lắm, như một hồi sau nha. Cái người bạn của bé Ri này là bé Na ở chung dãy trọ với bé Linh á, tự nhiên nghe một cái tiếng hét rất là lớn từ trong phòng của bé Linh. Thì mọi người mới đổ xô ra coi, thấy bé Linh các bạn bò từ trong phòng bò ra ngoài, mà cái gương mặt nó cắt không còn giọt máu nào hết trơn. Và đến khi bé này bình tĩnh lại rồi, mọi người mới hỏi ủa có cái chuyện gì vậy mà sao mày la làng la sớm dữ vậy. Thì bé kia bé kể là hồi nãy đang nặng mụn bình thường, cái gương mặt trong gương rõ ràng là của bé nha, xong chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, cái hình ảnh phản chiếu các bạn nó chuyển thành mặt của một cái người phụ nữ khác luôn. Tóc á xõa dài, mặt đầy máu, đang nhe răng từ trong gương để mà nhìn bé Linh này. Cho nên là trời đất ơi, em hoảng hốt quá, em theo quán tính mà em đập luôn cái gương rồi bò ra ngoài cái phòng trọ. Qua ngày hôm sau đi học lại đó, lên trường xong em kể câu chuyện này ra mà cái gương mặt của bé Linh á nó vẫn chưa có hết bàng hoàng nữa. Tuy nhiên may mắn trong cả cái năm lớp 10 em chỉ nghe đúng câu chuyện đó thôi, và ngoài ra không có bất kỳ một cái vấn đề gì khác. Nhưng đến khi mà em Ri học lớp 11 ha, và trong cái năm 11 đó thì em Ri có chơi chung với một bạn nữ, bạn này tên là Tường. Nhà của Tường thì ở ngoài xã ha, nhưng mà do em học ở ngay chỗ chợ ở khu vực này đó, nên là em ở nội trú ngay tại trường luôn. Học lực của Tường thì không cao đâu, nhưng mà bù lại cái em xinh xắn nè, và em chơi rất là hòa đồng với mọi người ở trong trường. Và cái phòng nội trú mà bé Tường này bé ở lại đó, nó nằm chung dãy với cái dãy phòng để máy chiếu, thực hành thí nghiệm lý hóa và dãy phòng của lớp 12. Thì mọi chuyện cũng bình thường lắm, cho đến một cái bữa nọ, tối tối rồi, khoảng tầm 7 giờ mấy rồi, như thường ngày ha, bé bước ra ngoài phía trước để mà bé lấy đồ đạc bé phơi phóng của mình vào trong. Thì không biết là ma xôi quỷ khiến sao đó, tự nhiên cái bé thốt lên câu vậy nè. Bé nhớ tới hồi nghe là trong trường mình tâm linh đồ nhiều lắm, nhưng bé mới nói hồi đó giờ nghe kể vậy chứ chưa bao giờ gặp ma, ước gì được gặp một lần. Cứ nói theo kiểu cái giọng vậy đó các bạn. Ngay khi vừa mới dứt câu thôi, bé Tường bé quay cái đầu nhìn về phía cái dãy phòng máy chiếu á, thì bé đứng hình luôn, coi như là á khẩu luôn các bạn. Tại vì bé nhìn thấy có một cái cô gái, cái cô này nè, cô mặc áo dài trắng, tóc xõa dài, đứng thù lù ngay trên tầng 3. Và cái gương mặt của cô á hướng thẳng về phía của bé Tường, nhưng bé không nhìn được cái gương mặt của cô là như nào hết. Khỏi phải nói biết là gặp cái gì rồi, tại vì cái khu tầng 3 giờ đó là không có ai được lên nữa các bạn. Mà nếu có được lên cũng không ai ngu gì mặc đồ trắng đứng ngay chỗ cái dãy hành lang để cho bảo vệ nhìn thấy hay bắt xuống hay làm sao. Cho nên em biết chắc chắn là em gặp ma rồi. Lấy hết sức bình sinh ha, chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại, không ngừng niệm Phật cầu cho qua khỏi đêm nay. Và sáng ngày hôm sau đó, khi mà bé Tường lên lớp có kể lại cho bé Ri rồi bé Na rồi này kia nghe đó, mà cái gương mặt vẫn còn tái xanh luôn, ánh mắt hốt hoảng lắm các bạn. Và nghe xong thì bé Ri này bé mới kêu á, mai mốt mày đừng có ước, mày đừng có nói tầm bậy tầm bạ kiểu đó nữa, coi chừng á là mày bị bắt hồn đi mất nha con. Thì bé Tường này trả lời lại là tao đâu có biết đâu, tao ước đại ai ngờ nó kinh khủng như vậy, thôi tao chừa rồi, có cho tiền bây giờ tao cũng không dám nữa. Và cũng trong cái khoảng thời gian mà em Ri này học lớp 11 ha, còn một sự vụ xảy ra nữa.
Em có một người em trai là con của cậu Sáu á. Người này tên là Sù. Năm đó thì Sù nghỉ học rồi. Thì có một lần, Sù cùng với những cái người bạn của mình ngày xưa học cùng á, chơi đá banh ở trong cái ngôi trường cấp 3. Trường của Ri á, là trường cấp 3 trong chợ. Còn cái ngôi trường mà Sù chơi là trường cấp 3 ở bên sông. Và khi mà mọi người chơi đến là gần khoảng tầm xế chiều rồi, kéo nhau về hết trơn rồi, chỉ còn có mình Sù là ở lại trong cái ngôi trường đó thôi. Và cũng nghe tâm linh ổng ma quỷ đó, nên là em mới tò mò. Em định bụng là đi dạo xung quanh tham quan những cái dãy phòng học. Thì nếu người ta lỡ đi á, thì người ta đi tham quan dưới sảnh hoặc dưới tầng trệt thôi. Nhưng không, giống như có ai khiến vậy các bạn. Một mạch em Sù này đi thẳng lên trên cái tầng 2. Em đứng trước một cái dãy hành lang. Và ngay cái khoảnh khắc đó, em nghe thấy có cái tiếng, cái tiếng người ta gõ cái bút bi á, lập cọc, lập cọc, lập cọc xuống cái mặt bàn gỗ các bạn. Và cái âm thanh này nó giống như là nó thôi miên em Sù vậy đó. Em cứ đi nhẹ nhẹ ha, bước rất là chậm chậm lần theo cái tiếng gõ đó, cho đến cái căn phòng cuối dãy. Cái tiếng gõ nó vang lên rõ ràng hơn. Và chắc chắn cái âm thanh này nè phát ra trong căn phòng mà em đang đứng ở trước cửa luôn. Nhẹ nhàng quay đầu để mà nhìn vào đó, em rõ ràng thấy có một cái người nữ sinh đang ngồi úp mặt xuống bàn ha, tay cầm bút bi á, cứ gõ liên tục lên trên mặt bàn gỗ. Cái âm thanh nó vang lên đều. Ngay khoảnh khắc này nè, em cảm giác có cái chuyện gì đó nó không ổn rồi, nên là em mới rút dần, em đi lùi lại và nhẹ nhàng thoát thân ha. Nhưng bước được tầm khoảng 5-10 mét đó các bạn, em nghe thấy cái âm thanh đó, cái tiếng gõ bút á, nó biến mất. Hồi nãy vừa mới quay đầu bước đi là tiếng gõ nó vẫn còn, nhưng được một đoạn thì tiếng nó biến mất. Em mới nghĩ lại, chắc không phải ma quỷ gì đâu, chắc là người kia người ta bị người ta buồn phiền gì thì người ta ngồi đó người ta chơi thôi, người ta gõ vậy thôi, chứ không có gì đâu. Nếu mà em nghĩ vậy cũng được, thôi đi về đi. Đây không nha, em quyết định là em sẽ quay trở lại cái căn phòng học đó để em coi coi có đúng như là em suy nghĩ hay là không. Thì vừa mới bước tới trước cửa phòng, nhìn lại vào bên trong, cái người nữ sinh đang úp mặt xuống bàn ban nãy biến mất rồi các bạn. Trời đất ơi, tới giây phút này nha, thôi xong rồi, biết là mình vừa mới gặp ma rồi, quá là sợ luôn. Thanh niên thanh ơ gì á, vắt giò lên cổ chạy một mạch rời khỏi cái dãy phòng đó, không bao giờ dám quay trở lại nữa nha. Và sau này khi mà gặp những cái người anh chị khác cũng kể lại, và cái tình trạng của bé này nè, của anh Sù á, cũng giống như là hai người trước, tuyệt đối không bao giờ dám bén mảng vào cái ngôi trường đó khi mà trời tắt nắng nữa. Và sau đó một khoảng thời gian tầm khoảng vài năm, khi mà em Ri này hoàn thành xong chương trình cấp 3 rồi, em lên đại học. Và năm đầu tiên như bao người khác thôi, em phải đi học quốc phòng á. Học thì học cùng với những cái người ở trong khoa, và danh sách thì được nhà trường trộn lại ha, bắt đầu từ trên xuống theo mã số sinh viên mà chia ra đại đội để học và ở nội trú trong trường. Thời điểm đó có nhiều dãy phòng ký túc xá, và đại đội của em Ri này nè là đại đội số 54, chung dãy với lại đại đội 53. Đại đội của em thì ở tầng trên, đại đội 53 thì ở tầng dưới. Mà cái chỗ em học quốc phòng á, nó là nơi đồng không mông quạnh và tách biệt với bên ngoài, nó hoang vắng lắm. Và thậm chí là em còn nghe kể trong đây nè, có rất là nhiều vong do cái mảnh đất này ngày xưa nhiều người chết lắm các bạn. Mấy phòng khác thì em nghe thấy là kiểu người ta cũng hay kể lại, những cái người mà đi khóa trước á, người ta kể là đêm ngủ nha, hay thấy vong xuất hiện lắm. Mà có khi là đứng ở đầu giường, có khi đứng cuối giường, có khi cứ đi đi lại lại trong phòng khều chân, xong rồi giật mền giật gối các kiểu luôn. Tuy nhiên ở trong phòng của em á, em không nghe thấy ai nói cái gì hết trơn. Cấu trúc trong phòng đó là mỗi 6 người sẽ ở một phòng, và nó có 4 cái giường tầng các bạn. Thì mọi chuyện lúc đầu không sao, sinh hoạt rất là ok. Cho đến một hôm, em thì ở đại đội 54 lầu trên. Tự nhiên cái đêm đó, nghe ở lầu dưới á, mọi người chạy tán loạn và la làng la sớm mà không biết có chuyện gì xảy ra. Và qua ngày hôm sau, mấy em tò mò lắm chứ, mà cũng nghi chắc chuyện tâm linh rồi. Thì có đi lại và hỏi thì biết là trong cái đại đội 53 đó có một phòng bị nhát. Ở trong cái phòng đó, mấy em đang hoạt động sinh hoạt rất là bình thường luôn. Tự nhiên có một cái câu chuyện kỳ lạ là cái đèn á các bạn, nó tự động chớp tắt, nó cứ chớp xong tắt, sáng xong tối, sáng xong tối, cứ như vậy liên hồi luôn. Cho nên là cả phòng rất là sợ ha.
kiểu là cũng yếu bóng vía đó. Nên mọi người mới bàn nhau là thôi giờ không mấy mình đi ra ngoài đi, mình tắt thử cái đèn coi trong này có cái chuyện gì không. Tắt đèn xong mọi người kéo ra ngoài hết, và trong căn phòng đó vắng lặng như tờ, không có bất kỳ một người nào ở trên. Thì cứ đứng tụm năm tụm ba ở bên ngoài nhìn thẳng vào bên trong á, thì đột nhiên các bạn, cái công tắc đang ốp rồi nhưng cái bóng đèn tự sáng lên luôn. Khi này nè, mười là có ma rồi, chắc chắn là gặp chuyện tâm linh luôn. Mọi người coi như là đứng chết trân ngay tại chỗ, nhìn thêm một xíu nữa thì cái bóng đèn vụt tắt, sau đó trong vòng vài giây thôi nó lại sáng trở lại liền. Cả nhóm lúc này coi như là bàng hoàng nhìn nhau, rợn gai ốc nổi hết cả da gà, lập tức kéo nhau xuống căng tin để mà ngồi định thần lại. Và những cái câu chuyện tâm linh này á, người lớn trong những cái khu mà vậy là trường học là không có ai dám confirm, không ai dám xác nhận hết trơn. Nhưng mà khi nghe mấy em này kể ra như vậy đó, và mấy em định bụng là sẽ mua bánh trái về để mà cúng, mong được bình an trong vòng mấy ngày học ở đây, thì người lớn không ai nói gì, để tùy các em thôi. Và khi mà mua về cúng xong ha, chính xác là còn ai gặp nữa hay không thì Ri không biết, nhưng em đoán đó, em đoán được chắc là mấy bạn này được vong linh người ta chấp nhận rồi, do là trong cái khoảng thời gian còn lại học ở chỗ này đó, không còn nghe thấy mấy bạn đó, mấy em đó kể bất kỳ một câu chuyện nào nữa. Và cũng trong những cái năm đại học các bạn, em Ri này được nghe một cái người giảng viên kể lại đó. Ngày xưa vị giảng viên này là có một cái chuyến thực tập kinh hoàng trong cái khu 4 của trường đại học em Ri luôn. Cô kể là khi đó nơi ở của những thầy cô thực tập còn rất là hoang sơ. Phòng ốc thì không có đầy đủ điều kiện tiện nghi như bây giờ đâu. Khu vực này nè, ngày xưa nó là bãi chiến trường của các dân quân bộ đội, thì các bạn biết là chết nhiều như thế nào rồi. Mãi về sau thì trường của em Ri khai hoang lại thành khu thực tập của các giảng viên. Nhưng lúc đưa vào hoạt động, đón cái đoàn thực tập từ trên thành phố về các bạn, thì lại có một cái vị thời điểm đó cũng là giảng viên, giống như là đang chờ ra trường thôi, ngủ trong một căn phòng, không rõ vì lý do như thế nào, nhưng chết trong căn phòng ngủ đó. Cho đến khi cái người cô giáo mà kể lại cho em Ri nghe câu chuyện này, cô cũng xuống đây mà cô thực tập ha, cả đoàn phải ngủ ở lại một đêm vì trời cũng nhá nhem tối rồi. Mọi người á được sắp xếp vào ngủ ngay đúng trong căn phòng trước đây có người chết. Và theo lời cô này kể lại nha, trong cái khu vực phòng ngủ đó nó có nhiều giường lắm, nhưng đa phần những cái giường nó cũ kỹ, nó ọp ẹp lắm rồi các bạn. Chỉ có duy nhất một cái giường là còn chắc chắn nguyên vẹn, lành lặn, mà mền gói trên đó còn mới lắm, giống như dạng là chăn ấm nệm êm luôn. Nhưng khi mà bước vào, tất cả những cái người giảng viên xuống đây thực tập họ không dám chọn cái giường kia, bởi vì cái giường đó chính là nơi ngày xưa cái vị giảng viên nhiều năm trước chết trên đúng cái chỗ đó luôn. Mọi người né rồi rất là sợ các bạn. Cho nên họ thà chọn những cái giường mà kiểu nó ợp ẹp nhưng mà đêm ngủ cho nó an tâm. Thì có một cái vị giảng viên chậm chân bước vào, thấy là mọi người, ủa sao có cái giường đẹp vậy mà không ai dành trơn vậy ta, thắc mắc lắm. Cô này cô mới kêu là, ủa mọi người sao vậy, sao cái giường nguyên vẹn êm ấm mà không nằm mà tự nhiên lại nằm mấy cái giường này siêu siêu vẹo vẹo vậy. Tất cả mọi người biết chuyện lắc đầu, không dám nhắc tới từ ma từ quỷ các bạn. Tuy nhiên có một cái cô kia, cô gan dạ hơn và cô kêu, thôi đừng nằm giường đó, giường nó có ma đó. Thì cái vị giảng viên vừa hỏi, nghe vậy xong mới chép miệng kêu chứ, trời, ma hả? Tôi không có sợ đâu, tôi chưa từng thấy ma bao giờ, nên là tôi không có tin. Và cuối cùng là cái cô kia, cô trèo lên trên cái giường mới và cô nằm. Và ngay trong cái buổi tối cùng ngày, khi tất cả mọi người chìm vào trong giấc ngủ rồi, thì cái vị giảng viên không tin có ma kia gặp một câu chuyện. Đang nằm chợp mắt rồi nè, đang ngủ thiêu thiêu gì nè, tự nhiên cái giật mình dậy. Bởi vì người này nghe thấy có tiếng xì xầm ở xung quanh mình, ồn ào lắm, nhiều người nói nha, già trẻ lớn bé gì quá trời luôn. Và khi người này mở mắt ra các bạn, rất là nhiều những cái khuôn mặt lạ lẫm bao xung quanh cái giường mà cái cô giảng viên đó cổ đang nằm đó. Tất cả họ đầy đủ tay chân, nhưng mà khuôn mặt nha, nó trắng trắng, nó mờ mờ, lúc tỏ lúc rõ ràng, lúc thì nó mờ tịt, giống như là có khói bao xung quanh vậy đó. Tuy nhiên cái điều mà cô này cô nhìn thấy kỹ nhất là hai cái hốc mắt của họ đó, nó sâu giống như là hai cái hố đen vậy các bạn. Tất cả những cái người kia, sau khi mà biết cô giảng viên này cố tỉnh rồi, cô nhìn thấy họ rồi, thì họ đồng loạt, họ nhìn chăm chú vào cô, và họ hỏi cô á, sao? Sao không tin có ma hả?
tụi tôi hiện ra cho cô thấy nè. Và cả nhóm vong hồn đó các bạn cười lên những cái âm thanh cực kỳ quái dị. Và sau đó họ rung rinh cái chiếc giường khiến cho cái vị giảng viên này nằm ở trên đó mà kiểu tái mét mặt mũi luôn, mồm miệng á khẩu không nói được một tiếng nào hết trơn. Cực kỳ là hoảng hốt, hồn vía lúc này coi như lên mây hết trơn rồi, cố gắng nhắm con mắt lại niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và sau đó nhà mắt vẫn nhắm, cố gắng lấy hai cái chân của mình nhấc ra khỏi cái giường để mà tháo chạy qua giường khác, không dám bén mảng sang cái giường đó nữa. Và may mắn cho cô này, lúc mà cô quay đầu cô nhìn lại, cô mở con mắt ra cô coi thì tất cả những vong linh kia biến mất rồi. May mắn cho cô này là không có chuyện gì nghiêm trọng hơn xảy ra nha. Và khi mà nghe cái câu chuyện từ vị giảng viên đó, em Ri cũng rất là sợ luôn, kiểu là đề cao cảnh giác, đi trong trường của mình rất là cẩn thận. Và bạn đi một thời gian tiếp theo, em có chơi với một bạn kia. Bạn đó thì lớn hơn em độ tầm khoảng 1-2 tuổi, đã từng có thời gian đi nhập ngũ rồi và sau đó thì mới trở lại vào cái việc học. Bạn này tên là Gen ha, quê của Gen ở An Giang và đã gặp rất nhiều câu chuyện tâm linh trong đời rồi. Gen có kể cho Ri nghe một vài câu chuyện như sau. Gia đình của Gen ngày xưa đó là làm ruộng, lúc mà Gen còn nhỏ. Thời điểm đó thì em cũng chưa ý thức được hẳn về tâm linh ma quỷ là như thế nào đâu. Thì có một lần, vô tình, em Gen này bắt gặp một cái người đàn bà, một cái người phụ nữ. Và ngộ lắm là cái người phụ nữ này nào cứ đứng lượn lờ ở phía trước một cái ngôi miếu. Kế bên ngôi miếu đó nha các bạn, nó có một cây xoài. Và hai cái cây ngôi miếu với cây xoài là nằm song song nhau rồi nè. Ở giữa nó có một cái đường đi dạng một cái lối mòn vậy đó. Thì cứ mỗi tối Gen đi bắt cóc cùng với bắt cóc bắt nhái rồi đó, cùng với lại ba của mình, thì hay thấy cái người phụ nữ đó. Người này thì mặc cái bộ đồ trắng, tóc xõa dài, đi qua đi lại, đi qua đi lại trước cái ngôi miếu. Thì lúc đầu tiên em để ý nhưng em không hỏi, độ khoảng vài lần nữa em đều nhìn thấy một cảnh tượng y chang như vậy. Em thắc mắc lắm, không biết sao cái người phụ nữ này nè cứ đứng đó mà đi qua lại làm gì, mà đêm nào mình nhìn thấy ta, tóc xõa dài mà đi qua lại làm gì vậy trời. Thì em có hỏi ba của mình là ba, cái cô đó là ai vậy ba? Em có chỉ về cái hướng kia luôn nha. Nhưng ba của em tặc lưỡi kêu là thôi kệ đi con, đừng nhìn nữa. Và bẵng đi một thời gian sau, không biết có phải là do trùng hợp và do cái cơ duyên hay là không, hoặc là một cái mối liên kết nào đó, em Gen này em hay nằm mơ lắm, thấy có một cái cô gái trạc tuổi của em Gen, nhưng mà em nhìn không có được rõ cái khuôn mặt. Cứ mỗi lần đi ngủ vào giấc mơ thì Gen lại nằm mơ thấy cô gái kia, và thấy là cả hai đó nắm tay nhau cùng đi dạo, đi chơi đồ vui vẻ lắm các bạn. Đi hết chỗ này chỗ kia mà toàn là chỗ đẹp không à, vườn hoa rồi biển đồ rừng đồ đẹp, bướm hoa trái lượng đồ dữ dội lắm. Bao nhiêu năm tháng vẫn là cái giấc mơ đó, cho đến khi mà em Gen nẻm nhập ngủ á, có một đêm em nằm mơ thấy một cái chàng trai ở trong giấc mơ nha, bước tới xong rồi đứng nói chuyện với em Gen vậy nè. Xong rồi hai người tự nhiên xảy ra cái xô xát vùng vẫy. Thì em Gen trong cái giấc chiêm bao mới chất vấn cái chàng trai kia, mày là cái đứa nào vậy? Thì chàng trai không trả lời câu hỏi của Gen nha, mà người ta kêu á, tao phải bắt mày đi làm chồng của chị tao, chị tao thích mày lắm. Nghe tới đây nè, em Gen đâu chịu đâu, tại vì rõ ràng tao đâu có biết chị mày là ai, sao tự nhiên mày tới đây mày đòi bắt tao làm sao. Và trước cái sự khống chế của người kia, tức là cái vong kia nha, cứ giật cứ nắm là tính bắt hồn của em này đi. Nhưng em này trong giấc chiêm bao, đầu óc em vẫn còn rất là tỉnh táo, em giằng co kháng cự lại và hai linh hồn nó đánh nhau. Và chắc là do cái nghiệp lực cũng như là cái ý chí tâm linh của em này lớn quá đi, nên cuối cùng á, em đá một cái, linh hồn của chàng trai kia văng ra xa. Và ngay lúc đó em tỉnh lại trong thực tại luôn. Và do trong cái giấc mơ, trong cái giấc chiêm bao, hai linh hồn đánh nhau, nên là khi mà em tỉnh đó, người ngợm của em ơi ẩm hết trơn luôn các bạn, giống như là em vừa đánh nhau ở ngoài đời thực, nhức mỏi toàn thân. Nhưng mà cũng kể từ lần đó, em không còn nằm mơ thấy cô gái kia xuất hiện nữa các bạn. Tuy nhiên thỉnh thoảng ha, em vẫn thấy có bóng dáng của một người phụ nữ, như những lần trước thôi, không nhìn rõ mặt, và qua cái dáng dấp em biết đây chính là cái người trong giấc mơ của mình. Cô xuất hiện trong thực tại luôn, cô đứng ngay dưới chân cái giường ngủ của em đó, nhìn em. Em cảm nhận được là cô này cô đang rất là buồn, ánh mắt rất là rười rượi, buồn lắm luôn các bạn. Chỉ nhìn như vậy thôi, và khi em thấy cô xuất hiện thì lập tức cô biến mất vài lần thi thoảng, và kể từ sau đó là cũng không có còn xuất hiện thêm bất kỳ một lần nào nữa ha.
Và đến đây là kết thúc tất cả những cái câu chuyện tâm linh em gặp cũng như là em được nghe kể trong suốt cái khoảng thời gian mà em học đại học. Và bây giờ nè, sẽ vào tới cái phần chính, nói về em Ri nhiều hơn. Đầu tiên phải kể về cái lúc mà em Ri này còn nhỏ. Nói về thời tuổi thơ của em Ri này chút xíu ha. Lúc mà em chỉ là một cái bào thai trong bụng của mẹ mình đó, kể cả lúc đang mang thai, thì cô hay nằm mơ thấy một cái người phụ nữ rất đẹp luôn, mặc bộ đồ trắng. Và ngay sau khi mà cô sinh đứa con của mình là em Ri này ra xong đó, thì đêm đó cô nằm chiêm bao lại thấy cái người phụ nữ kia đẹp lắm, mặc đồ giống như là Quán Thâm Bồ Tát vậy đó. Vị ấy bước đến trước mặt của cô này và nói: "Đi thôi con, để mẹ đưa con đi." Thì cô mới hỏi lại là: "Đi đâu vậy mẹ?" Thì vị kia trả lời là: "Đi họp." Và xong á, vị ấy ôm ngang người của cô, sau đó cả hai bay lên. Cô kêu nha, lúc cô ở trên trời, cô nhìn xuống dưới á, thấy bay qua sông suối, bay qua những cái ngọn núi trùng trùng điệp điệp, cực kỳ đẹp luôn. Và cuối cùng là dừng lại ở một cái ngôi chùa ngay trên núi. Cô nhìn xung quanh, cảnh tượng phải nói là bồng lai tiên cảnh luôn. Và lúc mà cô quay qua cái bên á, thì vị ban nãy ôm mình biến mất rồi. Theo thôi thúc, cô tự đi dạo tham quan khắp nơi nè. Và cuối cùng đến ngay chỗ một cái gian bếp, thấy người ta đang gói bánh thì cô cũng vào phụ giúp ha. Không biết là trôi qua bao lâu thì cái vị kia lại xuất hiện và kêu á: "Về thôi con, hợp như đó là được rồi." Và rồi người đưa mẹ của em Ri về nhà. Khi mà nằm trên giường đó, vị ấy kêu là: "Nhớ nha con, mẹ là Linh Sơn Thánh Mẫu. Nhớ nha con, mẹ là Linh Sơn Thánh Mẫu." Người lặp đi lặp lại câu đó đúng 2 lần và sau cùng là biến mất. Cũng là lúc mà mẹ của Ri tỉnh dậy trong thực tại do cái tiếng khóc của đứa con gái mình. Và ngay khi này, cô biết chắc chắn là con gái của mình mang một cái căn số gì đó. Và sau cô cũng có kể cho em Ri nghe. Cho những bạn nào chưa biết thì mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu thực ra là một nhân vật rất là quen thuộc, đặc biệt là bạn nào ở trong miền Nam. Mọi người lên Tây Ninh á, thì có nghe tới núi Bà Đen, thì Bà Đen là ai? Chính là mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu ha. Do là hình tượng của mẹ là một người con gái rất là xinh đẹp và có cái nước da ngăm đen nên còn hay được gọi là Bà Đen. Mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu đó thì có tấm lòng trong sáng nè, đức hạnh khoan dung vị tha, hướng về sự chung thủy sắc son và phẩm chất kiên cường. Và qua những cái tuồng tích ở dưới Tây Ninh đó các bạn, thì người ta đã hay nói với nhau về cái khả năng thần thông quảng đại của mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu trong việc mà mang lại mưa thuận gió hòa ha. Thì đây là thông tin bổ sung thêm cho những bạn nào chưa biết. Và cũng chính vì như vậy nè, cho nên là trong cái quá trình lớn lên của em Ri á, em không có sát sanh được đặc biệt là cá. Có một lần nọ, khoảng là em đang học cấp 2 thôi, mẹ của em bắt em làm một rổ cá rô phi, nhưng mà em không giết được các bạn. Em kể lúc mà em ngồi ngay cái rổ cá đó, em vừa cầm con cá với cái cây kéo lên á, thì cái đầu của em bị choáng đi luôn. Lập tức là em kiểu giống như là bị buồn nôn mà ai giật em vậy đó các bạn. Em lập tức buông con cá, buông cái kéo xuống, chạy vào trong nhà vệ sinh mà em ói. Em ói ra mực xanh mực vàng, ói kinh khủng ói luôn. Và sau đó em có đi ra nói chuyện với mẹ mình, thì mẹ thấy em vậy thì giận lắm. Lúc đó chắc gia đình đang bận bịu gì nên là cũng không có nghĩ đến chuyện tâm linh vậy đâu. Và thấy là con gái của mình nhờ không được rồi, nên là thôi, cô cũng tự tay cô vào làm cho xong cái lỗ cái rổ cá kia ha. Và trong cái khoảng thời gian mà em còn nhỏ đó, em cũng nằm mơ thấy mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu, nhưng mãi về sau này em mới biết đó là ai. Và lớn lên nữa đó, em có 2 cái khả năng là đoán được mọi việc trong tương lai gần, và 2 là một cái linh tính lạ. Cụ thể là vào năm em Ri này học lớp 7 nè, em có chơi chung với một bạn tên là Hoàng, bạn này trai ha. Ri với Hoàng từng có một thời gian ngồi chung bàn với nhau thiện hơn. Trời nó chuyển mây đen, coi như là tưởng đâu là bão sắp tới không á. Em Ri tự nhiên em nhìn lên trời, xong em quay qua em nói với Hoàng á: "Hoàng, ta đố mày chút xíu nữa trời có mưa không? Thì ai mà nhìn kiểu mây đen xong rồi gió to như vậy lại không nghĩ là trời mưa đúng không?" Thì em Hoàng em kêu là: "Trời này nhìn còn hỏi gì nữa, chắc chắn là mưa luôn." Nhưng mà em Ri lại khẳng định á: "Tao cam đoan là trời không mưa, nếu xíu nữa mà mưa á, tao thua mày cái gì tao cũng thua hết." Thì tất nhiên rồi, Hoàng nó nghe xong nó cười dữ lắm các bạn. Nhưng tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thôi, gió nó thốc lên, nó thổi rất là lớn và xua tan tất cả những cái đám mây đen đi chỗ khác, và trời nó chuyển qua đánh nắng. Tuy nhiên, bản thân của Ri còn nhỏ quá mà, em chỉ nghĩ đây trùng hợp thôi.
Nhưng mà rồi một khoảng thời gian sau, em với Hoàng do ngồi gần nên có cãi nhau đó. Em mới tức lắm, em nói với Hoàng là mày không lo học bài đi, chút cô kêu mày lên kiểm tra đó thì Hoàng nó cũng cự lại. Mày lo gì, tao học sinh giỏi mà. Hồi đó giờ bà cô bà cưng tao lắm, có đời nào bà kêu tao đâu. Hai đứa cứ cãi nhau qua cãi nhau lại như vậy đến khi mà trống vào lớp á. Cô giáo bộ môn bước vào và việc đầu tiên là cô kêu cái em Hoàng này lên trả bài. Tất nhiên rồi, em đâu thuộc bài đâu. Xong mày xuống á, đổ lỗi cho em Ri. Cái miệng mày xui xẻo lắm, mày ăn mắm ăn muối không mà. Và lần thứ hai Ri cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Thậm chí lúc đó em cũng không có nghĩ tới những cái chuyện đó là như thế nào nữa. Nhưng rồi những cái lần sau em để ý nha, em mà thốt ra những cái chuyện gì á thì nó sẽ xảy ra trong tương lai gần. Và cũng chính vì như vậy cho nên là sau này em cực kỳ hạn chế nói những cái phán đoán, nói chung là những cái chuyện linh tinh phán đoán này kia là em hạn chế tuyệt đối luôn. Và khả năng thứ hai của em Ri á là khi có chuyện gì xui rủi sắp sửa xảy tới hoặc là nó liên quan mật thiết tới những cái người thân cận của em á, em sẽ có những cái linh tính. Đầu tiên, cảm giác này xuất hiện khi mà em lên Cần Thơ học đại học và trong một lần trở về quê thăm gia đình. Bên nội của em ha, các bác đều lớn tuổi rồi nên là cháu nội cháu ngoại của các bác cũng lớn. Và một số người thì có vợ chồng có con. Thì trong số những người cháu á, có một người cháu ngoại của bác Sáu tên là Cẩm, lớn hơn em Ri này 8 tuổi, đã có gia đình rồi. Thì cái lần em về thăm nhà, em ra chỗ cái quán cà phê của anh hai em ngồi em chơi đó. Đột nhiên mắt phải của em giật ba cái. Trong người nó bồn chồn, nó khó chịu lắm các bạn, ngay lập tức luôn. Nửa tiếng đồng hồ sau thôi thì chị hai á, đi từ trong ra ngoài và nói với anh hai, em đứng kế bên em nghe luôn, là chồng con Cẩm á, bị điện giật chết rồi. Vừa mới nghe cái tin chấn động đó xong, em Ri em bàng hoàng cực kỳ luôn. Tại vì cái người cháu rể, vai là vai cháu rể của em ha, chồng của Cẩm á các bạn, hồi Tết vừa mới đi Hòn Đá Bạc chơi cùng với em, giờ đột nhiên lăn đùng ra do bị điện giật chết. Lần đầu tiên cái cảm giác lạ lạ xảy ra trong người của em, nhưng em nghĩ trùng hợp thôi. Nhưng mấy hôm sau, chưa kịp hoàn hồn luôn thì mắt phải của em lại giật nữa. Em mới nói với mẹ em đó, mẹ ơi mẹ, sao mắt phải con nó cứ giật hoài vậy mẹ? Và cô cười, cô nói với con gái mình là nếu giật phải không, lật đít lên mẹ đánh cho mấy cây nè. Vừa dứt câu xong, đúng nửa tiếng hồ sau, dì ba gọi điện qua nói là chị Mẫn, con gái của dì ba, bị té xe gãy mất mấy cái răng. Thời điểm lúc này nè, anh họ của em Ri ở trên Cần Thơ nha, xây được một căn nhà gần nhà của em, cách độ đâu khoảng tầm có 100-200 mét thôi. Và qua mấy ngày hôm sau, khi mà cái người tên Mẫn bị té xe đó, thì mắt trái của em Ri này lại giật nữa các bạn. Và cũng đúng nửa tiếng đồng hồ sau, người anh họ của em trên Cần Thơ gọi điện về nói là trong nhà bị mất trộm, và cái số tiền, cái tài sản bị mất vòng vàng á, nó rất là nhiều luôn. Và đến lần này là lần thứ ba rồi, trong người em bắt đầu em run rồi. Em nhớ tới cái chuyện những cái điều linh tinh mà em hay nói nó xảy ra thành sự thật đó. Nhưng thôi, em cũng tự trấn an mình, chắc là trùng hợp thôi, không có vấn đề gì đâu. Cho đến năm 2019, một ngày giữa năm ha, em đang ở Cần Thơ, đột nhiên trong lòng em cảm giác nó khó chịu lắm các bạn. Nó cứ bực tức, nó cứ nóng kiểu gì á. Thì ngay ngày hôm sau, ba của em gọi điện lên kêu là con thu xếp con về đi, bác ba mất rồi con. Nghe như vậy, em tức tốc bắt xe về quê, dự đám tang của bác rồi trở lại Cần Thơ. Nỗi buồn chưa nguôi ngoai đâu. Tầm khoảng 1-2 tháng sau, trong lòng em lại có cái cảm giác nó mất mát, nóng mà hồi hộp mà bàng hoàng giống như cái lần trước. Thì y ràng qua ngày hôm sau, ba của em gọi lên kêu á, con ơi, con thu xếp về đi, bác năm của con cũng qua đời rồi. Mà tất cả những cái chết này rất là đột ngột nha các bạn. Và rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy, đến đầu năm 2020 đó, thì ba của em lại gọi điện lên Cần Thơ kêu là con về quê đi, chắc là sắp bùng dịch đó. Và trước khi về, tự nhiên em buộc miệng em nói ra câu như vậy nè các bạn. Mình mà về khỏi Cần Thơ, mình mà ra khỏi đây ha, chắc là Cần Thơ bùng dịch nhiều lắm. Thì y rằng luôn, em vừa về xong 3-4 ngày sau, Cần Thơ bùng dịch cùng đợt chung với Sài Gòn. Và đến năm 2021, trong lúc mà cả nước kiểu coi như là dịch nó khắp nơi như vậy đó, thì có một chuyện không liên quan tới em, nhưng mà em cũng xin chia sẻ. Có một cái cô ca sĩ,
mình không muốn nhắc tên ra tại vì nó kiêng kỵ về người đã mất á. Thì cô này ha bị nhiễm Covid nặng. Thì lúc đó ai cũng đọc báo, ai cũng biết vụ này mà. Nhưng mà cái thời điểm mà báo nó mới đăng tin á là chỉ đưa cô đi vào ở trong bệnh viện thôi. Thì đột nhiên ngay cái buổi tối, em riêng này em có nằm mơ thấy cô. Em nằm mơ thấy cô ca sĩ đó nha. Nhưng mà cái gương mặt của cô á, nó tái xanh nè. Nó không còn xíu sức sống nào hết trơn luôn các bạn. Và em cảm tưởng được trong cái giấc mơ chắc chắn là cái cô này nè, cổ không có qua khỏi đâu. Và y rằng mấy ngày sau là nhận tin cô qua đời. Những cái khả năng này nó cứ tiếp diễn như vậy ha các bạn. Không lâu sau cái khoảng thời gian mà em Rin nằm mơ thấy cô ca sĩ đó đó, em lại thấy là dì tám của em bị bệnh. Tất nhiên cũng là trong cái giấc chiêm bao thôi. Thì qua ngày hôm sau, em hay tin là dì tám của em bị nhiễm bệnh, phải đưa vào trong cái khu cách ly. Và rồi vài ngày tiếp nữa, em mơ thấy người dì của em tên là dì Dung. Dì cũng bệnh tật, cũng ốm đau, cái mặt dì khổ lắm. Tuy nhiên là nó vẫn còn hồng hào chứ không giống như là cái cô ca sĩ kia ha. Thì hai ngày tiếp theo, dì này là dì phát hiện ra là dì bị bệnh luôn, đưa thẳng vào trong khu cách ly. Thì đến thời điểm này nè, em đặt ra câu hỏi là tại sao những người mà em mơ thấy toàn là gặp chuyện không? Chắc chắn là sẽ gặp chuyện luôn. Cái thắc mắc này đó, nó theo em hằng ngày hằng giờ và nó ám ảnh lắm các bạn. Giống như thà thôi mình không biết trước thì nó đỡ. Còn đây là nó giống như là người ta báo trước và người ta bắt mình phải chịu đựng cái cảm giác như vậy đó. Cho đến năm 2022, giữa năm đó đột nhiên là mẹ của em bị bệnh xấu, phải nhập viện ở trong Cần Thơ nhiều ngày. Em có ở nhà trong cái cửa hiệu thuốc đông y giúp mẹ em á. Thì khoảng thời gian này em chia sẻ thật sự là em kiểu em rất là sợ cái khả năng của mình. Giống như bây giờ mẹ nhập viện rồi, đêm nằm ngủ á, mà em hoang mang, em lo sợ lắm các bạn. Bởi vì á, em chỉ cần nằm, em sợ rằng em nằm mơ thấy mẹ của em cái thôi là trời đất ơi, nó giống như là cái điềm báo trước vậy đó. Và trong đúng cái khoảng thời gian mà em chờ mẹ mình nhập viện, có 5 ngày liên tiếp em nghe 5 người mất. Và trong số đó là 2 người là bạn của ba mẹ em. Cho nên hỏi làm sao mà em này em không lo lắng được. Tuy nhiên rất là may mắn ha, mẹ của em là tai qua nạn khỏi và hoàn toàn là bình phục, không có bất kỳ một vấn đề nào xảy ra hết. Và cũng trong khoảng thời gian này, em Ri được nghe nhiều câu chuyện xảy ra đối với gia đình của mình lắm. Có một lần em nghe vợ cũ của anh họ em kể lại đó. Cái người này là người xây nhà ở trên Cần Thơ mà bị mất tài sản ha. Từ lúc mà hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó đó thì nhiều cái sự vụ kỳ lạ xảy ra lắm. Bình thường tính tình hai vợ chồng là khá là hòa hợp với nhau. Nhưng lúc mà dọn vô đây ở nè, cãi nhau suốt ngày luôn. Từ cái chuyện nhỏ xíu à, nó cũng xé lên thành cái chuyện lớn nữa. Anh họ của em thì làm ăn thua lỗ, rồi nhiều những cái biến cố khác xảy ra. Và đặc biệt liên quan tới tâm linh á, mỗi lần mà đêm nằm ngủ nghe, người vợ của anh họ này nè, chị họ của em đó, là hay thấy có người từ bên ngoài đi vào trong nhà của mình. Giống như đang nằm vậy nè các bạn, mắt chị vẫn nhắm nhưng mà tự nhiên cái khung cảnh xung quanh trong cái căn nhà của chị á, nó hiện lên một cách rất là rõ ràng luôn. Chị thấy là ngay cái cửa chính á, có một cái người nào đó mà chị không có rõ là cái nhân dạng là đàn ông hay đàn bà, chỉ biết là cái bóng thôi. Mà cảm giác cái người này không phải người quen đâu nha. Cứ đi từ ngoài cửa đi xuyên vào trong cái nhà của mình. Mặc dù cái chỗ đó ngay cái bàn thờ luôn các bạn, có cúng kiến, có thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà đêm nào á, ví dụ tuần 7 ngày thì hết 2-3 ngày chị thấy cái cảnh tượng như vậy rồi. Không đi vào từ cửa trước thì đi vào từ cửa sau. Nói chung nhà có thờ cúng mà vong ra vô như vậy đó. Cho đến khi hai anh chị cảm giác là không ổn rồi ha, ở được một thời gian tương đối rồi nên là bán căn nhà này, dọn về ở chung với lại gia đình á, thì mới không có còn thấy những cái hiện tượng quái dị đó nữa. Và có một lần tiếp theo, khi mà em về quê của mình chơi đó, thì em có dịp lên thành phố Cà Mau, dạng là đi dạo, đi viếng chùa thôi các bạn. Thì trên đường đi, em thấy người ta bu rất là đông vào một khu, và chỗ đó là cửa ra vào điện thờ Bà và Ngọc Hoàng. Em có tò mò em đến coi đó, thì em biết ở đây có một cái lễ giải vong các bạn. Có một cái người thanh niên bị vong nhập ha. Bị cái gì nhập thì em không biết, bị làm đến trễ lắm. Nhưng mà theo cái lời em nghe vong nói đó, vong này nè là ngủ trên một cái ngọn núi. Cái tông giọng đó rất là hùng hồn, giống dạng là quân vương một cõi luôn. Và những cái người giải vong nha,
họ nói chuyện khuyên can năn nỉ vong này là thôi tha cho cái chàng thanh niên kia đi, rồi theo họ đi tu tập và họ hứa là sẽ cúng và cho ăn uống đầy đủ. Và sau một hồi làm đủ bao nhiêu những cái lễ đó, em này em đứng chứng kiến từ đầu đến cuối mà, thì cái vong trong người của cái chàng trai kia xuất ra, anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Và may mắn là người ta xoa bóp ha các kiểu á, thì anh này anh tỉnh lại, anh ăn nói rất là nhẹ nhàng luôn, giống như hồi nãy giờ á, hai cái con người nói chuyện là hai cái giọng nó hoàn toàn không có liên quan gì với nhau các bạn. Và bản thân em Ri cái thời điểm mà em chứng kiến đó là em cũng được nhìn thấy vong nhập vài lần rồi chứ không phải là chưa đâu, tuy nhiên đây là lần đầu em thấy vong nhập vào đây, vong xuất ra khỏi cái người thanh niên đó, thì cái tính cách và cũng như là cái giọng nói nó thay đổi rõ rệt như vậy thì đây là lần đầu tiên mà em thấy ha. Còn những lần trước á thì hầu như là nó cũng không có cái sự thay đổi gì nhiều đâu. Và cũng trong thời gian này nè, em được biết thêm một vụ nữa. Em có người chị họ, chị này tên là chị Kiều, con gái út của bác Sáu em. Hồi lúc trước đó, chị Kiều có thời gian từng đi sang Hàn Quốc để mà xuất khẩu lao động. Và trước lúc mà chị đi nè, không rõ tình hình là chị này chỉ chơi chung với bạn bè hoặc là người yêu của chị như nào đó. Nhưng cái đợt trước khi đi, đúng 6 giờ chiều là chị đau bụng các bạn. Tới giờ đó là bụng đau như thắt, còn đầu thì cảm giác giống như có ai cầm búa mà đập vô liên tục vậy đó. Thì ban đầu mọi người nghĩ chắc chị này bị bệnh thông thường thôi, nên là cũng đi điều trị đông tây y rồi các kiểu. Nhưng một thời gian rất là dài, cảm giác là bệnh tình nó không có thuyên giảm rồi. Mà các bạn biết đó, có bệnh thì vái tứ phương, đông tây y kết hợp với cả cúng á. Người ta nghĩ lúc đó gia đình chị kêu nghe, nếu bị đau bụng đau đầu thông thường vậy đó, mày mua thuốc hoặc là mình điều trị tầm khoảng vài ngày thôi, hoặc là cao lắm tuần hay tuần là khỏi. Nhưng này, nhiều ngày nhiều tháng mà không dứt, mà bệnh cứ đúng một khung giờ như vậy. Cho nên gia đình sinh nghi liền, lập tức là đi tìm một cái ông thầy. Và lúc mà tới nơi nha, ông thầy nhìn mặt chị này, gia đình chưa kịp trình bày câu nào hết trơn luôn, ông chỉ thẳng mặt và ông kêu ra: ngồi xuống đây đi, cái cô này chắc chắn là bị người ta chơi ngải rồi. Gia đình nghe xong hoảng hồn, nhưng mà cũng không quá bất ngờ, bị cũng đoán trước được rồi. Tuy nhiên lạy lục năn nỉ ông thầy là tìm cách để mà cứu, vì lúc đó là cái chị này chỉ mệt mà người chỉ đau vậy, ăn uống đâu có được đâu, người nó cứ xác sơ hết trơn à. Ông thầy này ông giỏi lắm nha các bạn, ông kêu là ngồi xuống đó đi, nghe lời ông dặn nè. Bây giờ á, gia đình tự ra ngoài chợ mua 3 quả trứng gà tự luộc xong rồi đem qua đây cho thầy. Và lúc á mà ông thầy ổng làm lễ các bạn, ổng lăn trứng gà rồi các kiểu nha, thì cái chị này bắt đầu là chị ói. Chị ói quá trời ói luôn, và mỗi lần mà chị ói ra đó là một cái lưỡi câu. Cái nước mà nôn á các bạn, nó đen xì lì luôn, nó thúi mà nó hôi tanh cực kỳ. Và lúc mà ông này ổng giải xong, bản thân của chị đó chỉ nhìn mà chị nếu mà không chứng kiến là không tin được đâu. Tại vì không thể nào nghĩ mà trong bụng của một người mà lại nhiều cái lưỡi câu như vậy. Và ông thầy nhìn chị đó, ông kêu là xong rồi, bây giờ thu dọn cái đống này đi, đem dục đi. Và xong á, mấy cái quả trứng mà tôi vừa lăn á, không cần là phải đập ra đâu, cứ đem dục hết ra cái chỗ nào xa xa. Và đúng như lời ông thầy nói nha, khoảng thời gian sau là chị này chỉ hồi phục và chỉ đi qua bên Hàn Quốc xuất khẩu lao động, sức khỏe chị trở lại bình thường liền. Và khi mà nghe được câu chuyện của chị Kiều đó xong, em về nhà và có nói lại với ba mẹ của mình ha. Thì chú có kể cho em nghe một cái sự việc cũng liên quan tới tâm linh. Là lúc sinh thời đó, ông nội của em Ri này là thầy Ba Cai của huyện. Thầy Ba Cai chắc là cũng giống Cai Tổng một cái kiểu vậy ha. Cái thời mà còn quan phủ này kia đó. Mỗi ngày, ông hay đi lên huyện có công việc lắm. Và tối thỉnh thoảng, lúc mà đi về các bạn, ông hay gặp cái chuyện tâm linh này kia, nên sau nhiều lần như vậy, ông có kinh nghiệm rồi, ông gặp nhiều rồi, nên là ông có giấu một cái cành dâu trong người. Ông cứ vác ở trên tay vậy đó, đi rất là hiên ngang luôn. Và về tới nhà, ông sẽ làm cái động tác là dùng cành dâu này nè đánh ngược vào trong không khí, sau đó là ông mới bước vào nhà để mà tránh vong hồn đi theo ông lẻn vào trong nhà để mà chọc con cháu. Thì có hôm nọ thôi, như thường lệ, ông nội của em Ri này lên huyện có công chuyện, và đến lúc chập choạng tối đó thì ông đi về. Ngang qua một cái ngã ba, ông nhìn thấy có một cái người đàn ông cũng trạc trạc tuổi của ông nội thời điểm đó đó, mặc một cái bộ pyjama màu trắng sọc xanh dương nha. Người này thì khuôn mặt cũng bình thường thôi, nhưng mà kiểu cảm giác là chắc là đang bị bệnh hay sao đó, cứ đứng bần thà bần thờ mà nhìn qua nhìn lại.
Cái người đó khi mà thấy ông nội em đi tới, lập tức kêu ông nội luôn: "Ông ơi, ông ơi, ông đi đâu vậy? Ông đi đâu vậy? Cho tôi hỏi đường nhờ đi lên huyện xíu được không?" Ông kêu quá trời kêu luôn các bạn. Nhưng lừa tao đâu có dễ mày. Kiểu tao có kinh nghiệm rồi đó, mày tưởng lừa tao mà được hả? Ông nội của em đứng tại chỗ nha, nhìn. Do hồi đó giờ đi trên đường là gặp nhiều lắm rồi, không trả lời một câu nào hết, đứng yên lặng để mà quan sát thôi. Nhìn trên mặt thì cũng tương đối bình thường đi, nhìn từ cổ xuống cũng rất là bình thường đi. Nhưng đến khi mà nhìn cái đôi chân đó các bạn, người đàn ông này nè, đứng mà bàn chân ông ta không chạm đất. Ông nội của em riêng liếc một cái, biết rồi đó, khỏi lừa tao. Xong rồi im lặng, ông đi thẳng một mạch luôn. Và nhắc về chú ba của em Ri á, thì cũng kể luôn những cái sự vụ hồi lúc nhỏ của em Ri có liên quan tới cái vuông ở trước nhà em ha. Từ nhỏ đến lớn á, em suýt chết 4 lần rồi. Lần đầu tiên khi mà em mới vài tháng tuổi thôi, có một người chị là con của bác Sáu á, bế em ha. Lúc mà đứng trên ngay chỗ giống như dạng là đang bước từ trên cái cầu thang lầu 1 mà bước xuống á, thì cái người này nè không may lỡ tay làm rơi em nha. Cái khoảng cách nó cũng rất là lớn, tức là nó cũng cao á, so với một cái đứa trẻ mới có vài tháng tuổi như em Ri. May mắn các bạn, ở dưới chân cầu thang không biết lúc đó ai để một cái thùng xốp, một cái thùng mền gói gì đó mà đang chuẩn bị dọn dẹp đó. Em rớt thẳng xuống dưới luôn và may mắn không sao. Chứ nếu mà không có cái thùng đó chắc em bể đầu rồi. Lần thứ hai, khi này là em đang học lớp 2 ha. Em có tập bơi trong cái ao cá của nhà mình. Và cái ao này không sâu đâu, chiều sâu trung bình của nó so với một đứa con nít học lớp 2 là 7-8 tuổi như em á, thì tới khoảng là ngang ngực thôi. Chỉ có khu vực ở giữa trung tâm của cái ao thì nó cao qua đầu một chút xíu. Thì em cứ canh me ngay chỗ sát cái bờ ao các bạn. Em cứ đi vòng vòng, vừa đi vừa hụp chút xíu. Tự nhiên cái em cảm giác cái chân của mình á, bị một cái gì đó trơn nhớt nó chụp lấy. Sau đó là giật mạnh một cái luôn. Em ngụp lặng nha, uống không biết bao nhiêu là nước. Và đến lúc tưởng chết rồi đó, thì ba của em đi ngang qua thấy con gái của mình đang ngụp lặn, vội vàng nhảy xuống và vớt em lên. Lần tiếp theo, lần thứ ba, khi này nè, ở trước cái vuông gọi là nuôi trồng thủy hải sản của gia đình của ba em đó, có một cái đường sông mà chỗ này cũng khá là sâu đối với những cái người mà không có biết bơi như em Ri. Thì khi đó em cũng đang ôm cái phao chơi, không phải chơi mình mà còn có mấy anh chị em nữa đang chơi vậy đó. Thì anh ba nha, mượn một cái áo, tức là mượn cái áo phao của em đó. Cho nên là em này em mới mang sát bờ. Cái khu vực sát bờ nó cũng giống như là cái ao cá vậy đó, nó không sâu lắm đâu. Đang đi men bờ tập bơi vậy đó, không hiểu sao, giống như ai khiến em này vậy các bạn. Em tự động đi gần ra giữa sông, sau đó là chơi với ngụp lặng, uống rất là nhiều nước y chang cái lần thứ hai. Và những cái người chơi chung với em đó, lúc đó giống dạng bị che mắt, không ai nhìn thấy trơn á. Em này em muốn la mà la không được. Và ba em một lần nữa vô tình đi ngang, thấy con gái của mình nhảy xuống và bắt đầu lôi em này lên bờ. Thoát chết lần ba. Và lần thứ tư xảy ra vào năm 2020. Khi này nè, em cùng người em họ của em là con của cậu Sáu đó, với vài anh chị khác đi qua bên cái đất của dì ba. Ở bên đó thì có một cái ao rất là sâu, tầm khoảng 2 mét. Mọi người rủ nhau qua bên đó để bơi ha. Em này em cũng đi chung. Và do là không có biết bơi lội sông nước, mặc dù là người con của miền Tây, nhưng mà em được mọi người cho một cái bịch đựng tôm giống á, sau đó là thổi phồng lên nó dạng giống như cái phao tự chế các bạn. Em mới ôm cái phao nha, bơi đạp chân rất là bình thường. Đột nhiên tay của em bị vuột khỏi cái bịch phao. Do em không biết bơi, cứ vẫy vùng, càng vẫy thì em càng chìm. Và cũng giống như hai lần trước là bị uống nước, thoát người lên để cầu cứu. Nhưng mọi người thì bơi xa em lắm, em bắt đầu mệt rồi các bạn, tưởng đâu là lại chết nữa rồi. Thì trời thương, có một cái anh kia. Cái anh này á là không phải người quen đâu, vô tình đi ngang qua thấy chuyện nên là ra tay ứng cứu. Và các bạn để ý đi, hết 3 lần em này suýt chết vì sông nước rồi. Nó có hai vấn đề như sau nè. Đầu tiên, câu chuyện này em được nghe kể lại và xảy ra trên cái mảnh đất của mình luôn. Hồi trước á, lúc mà cái vuông tôm của ba em chưa được xây lại như bây giờ, nó còn là cái vườn cây trái nó tùm lắm các bạn. Và sau lưng cái vườn là một cái nhà chòi, dạng để những cái người mà ta thức ta canh trái cây rồi cho khỏi bị ăn trộm như kia đó. Thì có cái anh này nè, ảnh vừa làm ảnh vừa canh ao mà ảnh vừa canh cái vườn trái cây. Buổi tối ảnh hay cầm đèn pin, ảnh đi ra ảnh coi vườn này kia, coi tôm nó có bị nổi cái đầu hay là nó có bị bệnh gì hay không. Thì một cái buổi nọ,
Như thường lệ, anh nằm ở trong cái nhà chòi đó, đột nhiên nghe thấy cái tiếng nước động các bạn. Anh liền bật dậy, anh tưởng đâu chắc là thằng ăn trộm nào nhảy xuống vuông để nó ăn trộm tôm cua hay là gì rồi. Anh mới cầm đèn, anh mở cửa sau, anh đi ra ngoài ao anh coi. Xôi tới xôi lui, anh không thấy gì hết trơn nha. Một lúc sau, lại nghe thấy có tiếng động ngoài vườn nữa. Rón rén đến cửa, nhìn qua cái lớp cửa kính á, chính mắt anh này thấy có nguyên một cái người con gái mặc áo dài trắng nha các bạn, tóc xõa đứng thù lù kế bên cây xoài. Anh rất là hoảng sợ luôn, vội vàng là đứng nép qua một bên, bị cây xoài đó là nó kế bên cái ao, chắc chắn luôn không có cái người con gái nào mà đứng ở vị trí đó vào cái giấc này á, chắc là mình gặp ma rồi. Tim đập rất là nhanh nha. Một hồi sau, anh lấy hết sức bình sinh, anh lén quay đầu anh nhìn thêm cái nữa, anh lú đầu ra anh nhìn đó, thì cô gái đó biến mất tiêu. Thầm khấn vái niệm Phật trong đầu, nhẹ nhàng trở lại giường và anh nằm thao láo cả đêm trời, ngủ không nổi luôn các bạn. Và có một cái sự vụ nữa ha, là từ nhỏ đến lớn giờ đó, em hay nằm mơ thấy trên núi nè, ở trong bệnh viện nè, ở ngoài đường, trong rừng, nhưng nhiều nhất là ở ngoài sông, ở ngoài biển, đặc biệt là liên quan tới nước. Mà nội dung em nhìn thấy là có một cô gái mặc đồ trắng, theo kiểu cái trang phục cổ cổ ngày xưa vậy đó. Mà cái nhân tướng cô gái này nha, rất là giống em luôn. Và cái nghề nghiệp cô này đó, nó có liên quan tới cái căn số của bé Ri, là cô làm thầy. Đến bây giờ em vẫn thấy những cái giấc mơ đó. Và ngoài những cái cơn mộng mà gặp giống như là dạng những cái tiền kiếp của mình, nếu mà bạn nào nghe những câu chuyện về chị Mai rồi thì sẽ hiểu là tại sao á, sẽ có một cái cách lý giải là ô, tại sao mà cái hồn của mình phải đi đầu thai rồi chứ, tại sao mình lại còn nằm mơ thấy như vậy nữa. Thì câu hỏi đặt ra đây là gì? Không biết là cái cô gái em nhìn thấy ở trong cái giấc mơ và cô gái đứng ở dưới gốc cây xoài kế bên cạnh những cái bờ ao nước đó có phải là một hay không. Tuy nhiên có một cái sự vụ á, là vào khi mà bác Năm của em còn sống. Bác Năm thì biết xem chỉ tay và xem tướng rất là giỏi ha. Năm đó khi mà em riêng học lớp 6, có hôm bác qua nhà bác chơi, tự nhiên bác nhìn em và bác kêu á, con bé này nè, đưa bàn tay ra cho bác coi đi. Xem xong bác mới phán một câu là con nhỏ này nha, sau này sẽ làm thầy, đến năm 30 mấy tuổi đó sẽ có một cái kiếp nạn, nếu qua được thì sẽ sống rất là thọ luôn, còn không qua được á, thì số chỉ đến đó thôi. Và khi lớn lên, vài người biết xem chỉ tay cũng xem tướng cho em, thì họ coi và họ nói theo cái chỉ tay này đó, thì em không giữ được tiền, chỉ đủ sống, còn những cái đường khác thì họ xem không được, chỉ có những cái thầy nào gọi là kiểu là có căn cơ duyên và cao tay ấn đó, thì mới xem được cái căn của em này như thế nào thôi. Tuy nhiên, thời điểm đó, cách đây khoảng độ tầm chục năm đó, thì em không có hiểu cũng như là không có để tâm lời của bác mình nói đâu. Cho đến rằm tháng giêng của năm 2023 đó, em đột nhiên, em có cái cảm giác là em có một sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh, đặc biệt là kết nối rất là sâu luôn. Biểu hiện là em hiểu được những cái quẻ xăm các bạn. Em có lên chùa nè, em phụ chùa giải xăm trong vòng 3 ngày liền. Rồi em bắt đầu biết xem bói chỉ tay cho người khác. Nhưng mà không phải ai em cũng coi được đâu nha. Em cảm giác đủ cơ duyên thì em mới coi. Và đến nay thì em chỉ xem được có 2 người thôi. Em nói hoàn toàn chính xác về cuộc sống cũng như là những cái chuyện diễn ra trong tương lai của người đó. Càng ngày, theo như em chia sẻ đó, là em càng biết được tương lai nhiều hơn. Nhưng em không nói ra được. Giống như là có những chuyện em cảm giác nói được, còn những chuyện á thì em không nói nha. Tại vì mỗi lần mà em nói ra đó, em cãi lời đó, là qua ngày hôm sau coi như là em bệnh triền miên luôn các bạn. Và riêng chuyện này, Nguyễn có một người em cũng xem Tarot rất là giỏi, và nó xác định chắc chắn là có những chuyện nói được, nhưng có những chuyện nói ra là bị phạm đó, chắc chắn là hành luôn. Và để minh chứng cho những cái gì mà bác Năm đã từng nói ha, vào năm 2023 nè, em Ri có cơ hội đi theo một đoàn đi An Giang. Và An Giang thì các bạn biết rồi đó, vùng đất núi non bạc ngàn và linh thiêng cực kỳ luôn. Và trong cái chuyến đi lần này, mục đích của nó là để những cái người mà bị hành căn á, người ta nhận ra người ta bị bệnh, người ta bị hành không phải là do bệnh tật về cơ thể vật lý, không phải là bệnh mà bác sĩ có thể chữa được đâu, mà do cái căn số của người ta. Người ta được đưa về núi non để xác định coi cái căn của người ta là chính xác như thế nào, là căn gì, căn của ai. Và thêm nữa, những cái người mà dạng người ta bị vong nhập, vong theo, oan gia, trái chủ rồi đó,
cũng đi theo trong đoàn luôn, lên núi lên non để đưa những vong oan gia trái chủ đó về núi non tu tập, không có đi theo để mà quậy phá nữa. Và chuyến đi này các bạn cần phải nhớ hai người, một là thầy Năm, hai là cô Trang. Hai người này á là tu tại gia nha các bạn. Thầy Năm thì giỏi về cái việc mà trị vong nhập vong theo, còn cô Trang đó cũng trị được vong nhập vong theo, nhưng mà cô giỏi hơn về việc xác định cái căn số của những cái người mà bị hành căn. Ngày đầu đi, đoàn xuất phát từ lúc 3 giờ chiều, đến nơi thì tầm khoảng 10 giờ tối rồi. Và rất là đông nha các bạn, tổng cộng là khoảng 600-700 người gì đó, gồm các huyện trong Cà Mau và các phường ở trong thành phố, và đi cùng với các cái tỉnh khác từ Tây Ninh đến các tỉnh miền Tây, thậm chí Sài Gòn cũng có luôn. Và điểm dừng chân đầu tiên của cả đoàn là đình Thới Sơn. Tại đây, mọi người được ngủ nghỉ sinh hoạt cho đến sáng ngày hôm sau á, thì cả đoàn tiếp tục di chuyển đến núi Cô Tô, đi làm lễ ở cái đình ở trên đó nha các bạn, thì có chuyện tâm linh xảy ra. Trong đoàn có một bé gái kìa cả. Theo Ri kêu bé này chắc trạc tuổi của Ri thôi. Lúc mà lên núi đó, bé tấy máy tay chân, hái cây, hái trái, động vào bụi cỏ ven đường kiểu gì, thì không biết sao vô tình động trúng vào nơi ở của một con rắn ma, cho nên là bé gái đó bị nhập. Và bên cạnh đó còn một người nữa. Cái cô này do là hợp mạng với một vong nữ ở cái quán cơm ngay đường lên núi đó, cô cũng bị nhập luôn. Và Nguyễn sẽ kể về cái cô bị nhập đó trước. Tầm tuổi cô này là khoảng 50 mấy rồi, khuôn mặt tròn trĩnh, nhìn cũng rất là phúc hậu đó. Lúc mà lên núi viếng các mẹ ngũ hành á, trong lúc cả đoàn đang làm lễ thì cái tiếng khóc già trẻ lớn bé nó vang lên rất là hỗn độn luôn. Tại các bạn, như Nguyễn vừa nói xong là ở trong cái đoàn này có những người mà người ta bị oan gia trái chủ, với lại là người ta bị hành căn á, nên là những cái âm thanh đó nó vang lên, nói chung là không biết đường nào để mà nói nữa. Và thầy Năm nè, cô Trang nè, cùng với những cái người đệ tử nha, chia nhau ra các chốt để mà dễ bề hướng dẫn đó. Thầy Năm thì đứng chủ trì cái buổi lễ, còn cô Trang thì đứng ở một cái điểm thấp hơn ở phía dưới thầy Năm, giải căn, giải bệnh tật, cũng như là để coi cho những cái người bị vong nhập. Và xuống phía dưới vài bước là điểm để mà trị bệnh cho những cái người mà dạng là người ta bị oan gia trái chủ đó. Thì trong số cái đoàn đang đứng làm lễ ngay chỗ cô Trang á, cái cô mà năm mấy tuổi các bạn, tự nhiên cái cổ lăn đùng rồi cổ khóc. Cô khóc quá trời khóc luôn, mà đứng trước mặt cô Trang nữa. Cho nên cô Trang cũng nhìn là cô biết rồi, này chắc chắn là bị vong nhập luôn. Thì mới hỏi han khuyên răng các kiểu mới biết được đây là vong của một cái bé gái. Bé này là mất ngay chỗ cái quán cơm á, do là hợp mạng với cái cô này nên là mới nhập vào xác của cổ. Mà cũng hiền lắm các bạn, dạng là chỉ đòi nó là kiểu cúng số đồ ăn vậy thôi, bị lâu quá rồi không ai cho ăn, đói quá trời đói đi, bây giờ muốn đi tu á, tu cũng không được nữa. Thì cô Trang nghe như vậy xong, cô khuyên giải một lúc á, thì cô kêu là thôi bây giờ đi xuống đi, nghe lời đi, chắc chắn một hồi là cô với lại những cái người ở trong đoàn này đó là sẽ cúng cho con ra khỏi xác người này, con đi xuống đi. Và do cũng đông quá các bạn, và cô Trang cũng cảm nhận được là vong này người ta hiền, cho nên là cô không để tâm mấy đâu nha. Nhưng cái lúc mà cái người phụ nữ bị nhập đi bình thường xuống một cái tảng đá ngồi nghỉ ngơi đó, bên cạnh cũng có ba người tuổi trung niên đang ngồi đó để nói chuyện. Thì không biết là nói được bao lâu, nhưng mà khi em Ri đi ngang đó, em thấy cái cô bị nhập cổ lại khóc nữa các bạn. Em mới chạy và em hỏi thăm thử coi tình hình như thế nào. Thì em nghe thấy cô đó nói bằng giọng của một cái đứa con nít rõ ràng nha. Trong khi cái lúc mà giải vong với cô Trang là vong gật đầu đồng ý ra khỏi xác của cô kia rồi, thì em Ri em không được chứng kiến. Em chỉ chứng kiến cái đoạn sau là cái vong kia lại nhập vào trong người cô này lần nữa. Chắc là do những cái người xung quanh hỏi chuyện nhiều quá đó. Thì chính tay em nghe rõ ràng là cái vong kia kêu á, là con ở ngay cái quán cơm á, ngay đường đi lên núi mà đoàn mình nghỉ đó và ăn uống đó đó, thì có một cái chú đứng kế bên, chú kêu là sao con nhập vào người này, thôi con đi tu tập đi, con đừng nhập vào người ta, người ta là người còn sống, con nhập vào vậy á là người ta mệt lắm. Thì cái vong nói tiếp á, dạ con biết rồi, cô trên kia kêu con đi, con đồng ý con đi rồi, nhưng mà cô chú á phải cúng cho con đó nha, con chỉ muốn á là bánh mì với là cà phê sữa thôi. Thì cái chú đó kêu á, yên tâm đi, ở đây cô chú đồ ăn nhiều lắm, sẽ đem sẽ mua và cúng cho con chịu không? Nhưng cái vong lắc đầu các bạn, kêu là con chỉ thèm cà phê sữa với bánh mì thôi, con không cần gì hết. Và sau đó thì vong xuất ra khi mà nhận được cái gật đầu của mọi người xung quanh ha. Và vong này hiền lắm các bạn, không có làm gì thân xác của cô đó hết. Và xong cái cô mà bị nhập quán cơm ha,
tới cái vong của bé mà bị trắng ma nhập đó. Lúc mà cả đoàn đang làm lễ thì thấy là bé này bé ngồi bé khóc. Trời ơi, cái vong nhập vào trong người của bé đó, hành bé này không ăn không uống được gì luôn. Và đến khi tới lượt của bé này xuống chỗ của cô Trang á, cô thấy bé cư xử lạ mà ngồi khóc, hỏi thì cứ lắc đầu gật đầu. Nhìn là cô biết bị vong nhập rồi, nhưng mà sau nhiều lần nói chuyện nhẹ nhàng khuyên răn, vong không nghe nha. Cô bé nạt, cô kêu á là bây giờ chịu đi tu hay là không. Cô dùng biện pháp mạnh luôn các bạn. Cho nên cái vong kêu là dạ, con sẽ đi tu. Đồng ý là xuất ra khỏi người của bé gái kia. Nhưng không nha các bạn, giống như dạng lúc đó thì gật đầu vậy thôi. Sau đó vài ngày, bé gái này vẫn bị nhập tiếp. Và cô Trang á thì do nhiều người quá, cô tưởng đâu là mình nặng lời như vậy rồi vong sẽ nghe, nhưng không. Lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 bị nhập, không có cô Trang ở bên cạnh đó, chỉ có những người là đi cùng đoàn thôi, mình gọi là đạo hữu cùng với nhau ha, chỉ có những người đạo hữu cùng đoàn thôi. Khuyên răng cũng nói chuyện dữ dội lắm, nhưng cái vong không nghe các bạn. Và theo như em ri em thấy đó, cái bé gái này nè, vốn dĩ là một cái người tương đối yểu điệu thuộc nữ, dạng như là cũng không phải gọi là bánh bèo kiểu gọi là điệu chảy nhớt, nhưng mà nói chung là cũng gái, cũng nhẹ nhàng nữ tính lắm. Lúc bị nhập, em ri diễn tả cái dáng đi giống như là một cái thằng em gọi là kiểu lôi trôi lóc chóc mà cứ đi ngơn cả ngang vậy đó. Bị nhập khoảng tầm 3-4 lần cho đến cái buổi chiều lần thứ 4, hành cho em gái này không ăn không uống được gì luôn. Nên là mọi người trong nhà tìm cách chen qua một cái đoàn rất là đông vậy mà. Mà ở trên người ta cũng bận pháp sự đồ này kia đó, nhưng cố gắng chen dẫn vào chỗ của cô Trang. Bị là cái tình trạng này nó hơi nguy hiểm. Thì cô Trang nhìn, cô uy giọng cô kêu á, bây giờ mày quậy phải không? Mày muốn quậy không? Tao đánh cho mày hồn siêu phách lạc luôn. Mày quậy thử tao coi. Và sau rất là nhiều lời mà cô Trang dùng đó, cái vong này dạng là cảm thấy cái uy của cô Trang không phải là đơn giản rồi. Cho nên là vong đứng khóc quá trời khóc luôn, thậm chí là làm cho cái thân xác của bé gái kia đó ngã xuống, vùng vẫy tay chân giống như một đứa con nít ăn vạ vậy đó các bạn. Và lập tức cô Trang ra lệnh nha, đứng dậy liền. Nghe cái hiệu lệnh á, có 2-3 người chạy ra để mà đỡ cái bé gái đó lên, nhưng mà cô không cho. Cô Trang kêu nó tự té được thì nó tự đứng được. Và sau cùng thì cô có làm phép. Một lúc sau đó, em Ri chứng kiến là cô cho bé gái này uống tầm khoảng 2 ly nước lọc và đợi khoảng 15 phút sau thì bé này tỉnh lại và không còn bị nhập nữa nha. Và tưởng chừng như là xong rồi, nhưng không đâu. Đến buổi chiều ngày hôm đó, bé gái này lại bị nhập lần thứ 5 nha các bạn. Dạng là cô Trang á, cô cũng biết gọi là trừ vong, nhưng mà giỏi nhất của cô là soi căn soi số. Còn những cái chuyện này á, đỉnh cao phải là thầy Năm. Thì khi mà bé gái này bị nhập, mọi người kể lại là bé nằm ở trước cái ban thờ của bà tổ cô mà bé cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. May mắn là xung quanh có một anh là đệ tử của thầy Năm nha, đi lại để mà đỡ cái đầu bé này lên. Thì cái vong ở trong người của bé là vong của một con rắn ma mà cứ lắc qua lắc lại và nhoẻn cái miệng cười. Lúc này nè, anh đệ tử mới chạy lên đích thân ảnh kêu thầy Năm xuống. Là khi mà thầy Năm tới nơi, thầy rất là nhẹ nhàng luôn. Nghe kể lại xong thì thầy nói đó, sao Hứa đi tu rồi mà còn nhập lại vào trong xác. Thôi trả cơ thể cho người ta đi, đi tu tập đi, đừng có quậy phá nữa nha. Thầy Năm không cần quát mắng một câu nào luôn các bạn, nhưng cái vong á nhẹ nhàng gật đầu làm theo luôn, không có dám cãi ha. Và sau thì thầy có kêu là bây giờ á lạy Phật đi, tập làm người mà đi tu, chắp hai tay lại lạy Phật đi. Cái vong cũng đưa tay lên rồi xá xá, sau đó là quay qua có xá ngay chỗ bàn thờ của bà tổ cô và có xá luôn cả tượng của Ngọc Hoàng Đại Đế nữa. Và thầy Năm có dặn đó là thôi, bây giờ xá Phật rồi thì trả xác cho người ta. Và các bạn hay thấy á, mình cũng hay kể nhiều câu chuyện lúc mà vong nhập vào thì rất là bình thường, nhưng mà khi đi ra đó, tự nhiên cái cơ thể của người bị mượn xác các bạn, nó bật ngửa ra luôn, nói chung là dạng té cái đuổi xuống vậy đó. Thầy Năm giống như biết trước, thầy dặn luôn, không có đạp xác nghe chưa. Vào bình thường đó thì ra cũng bình thường, không có được xô xác của người ta. Và quả nhiên cái vong cực kỳ nghe lời của thầy Năm luôn, xá tay lạy Phật lần cuối cùng và sau đó xuất ra. Và bé kia cứ nằm ở trong cái tình trạng như vậy đó. Hồi sau thì em tỉnh táo lại được, mọi người mới dìu em đi vào trong để mà ngủ cho lại sức. Và như Nguyễn có nói, ở trong cái chuyến đi này, nhiều người người ta bị hành căn lắm các bạn. Tất nhiên là không phải toàn bộ những người đi là đều có căn hết đâu, chắc khoảng tầm vài chục người thôi.
Bên cạnh đó có những người là người ta bị kiểu bị bệnh thiệt, có những người là người ta bị oan gia trái chủ, và cũng có những người, và cái phần này chiếm đa số ha, là đi theo để lễ lạc trợ duyên, cũng coi như là dạng là đi những cái nơi mà gọi là đền thờ về cái đức tin của mình, dạng giống như là làm phước vậy đó, đi lễ đi viếng chùa, cảnh đình cảnh chùa vậy thôi, chứ hoàn toàn là không có liên quan gì tới tâm linh hết trơn. Và đối với những cái người mà bị hành căn sẽ được một vị chọn và theo nghiệp làm thầy là bẩm sinh rồi các bạn. Và trong số đó có em Ri. Và khi mà làm lễ xong ở cái chỗ này ha, thì cả đoàn chuẩn bị di chuyển lên cốc ông bộ và những cái nơi cao hơn để mà giải ra cái cội của mình, để mà coi là căn của mình là căn của vị nào đó. Và tối hôm mọi người nghỉ ngơi thì những cái triệu chứng hành căn bắt đầu xảy ra. Có một bạn nữ tuổi khoảng tầm hai mấy, chắc là nhỏ hơn em Ri này độ khoảng vài tuổi thôi, bé đó bị hành căn nha, bé múa suốt đêm luôn. Theo như em Ri biết, bé này là căn của bà tổ cô. Còn có một bạn nam kia nữa, căn của vị nào thì em Ri không rõ, chỉ nghe kể lại là hai căn đó khác nhau, nên là bạn nam kia cứ phá bạn nữ không cho ngủ đâu, nên là bị các anh chị đệ tử của thầy Năm với lại cô Trang đó tách ra. Còn căn của em Ri này nè là căn mẫu ha. Buổi tối hôm đó em cứ ngồi cầm cái quạt, em quạt xuống nửa tiếng đồng hồ luôn các bạn, cho đến khi mà nước mắt sống của em chảy ra đó, thì em bừng tỉnh lại, em quăng cái quạt qua một bên, nằm xuống coi như cơ thể nó rã rời hết trơn rồi, ngủ luôn. Qua tới ngày hôm sau, mọi người tỉnh dậy sớm lắm các bạn, làm lễ từ 4 giờ sáng đến khi mà trời nó tờ mờ mặt trời lên á, thì cả đoàn khởi hành lên cốc ông bộ. Và tại đây nè, các căn bắt đầu bị hành nhiều hơn. Và thậm chí những cái người mà người ta dùng bùa bị quật á, tất nhiên mức độ nhẹ thôi, những người bị ếm bùa ếm ngải và bị oan gia trái chủ, hay ngắn gọn hơn là bị vong nhập đó, vong theo đó, cũng có những cái biểu hiện ra trước toàn thể đại đoàn. Đầu tiên là những người có căn bước ra múa nha, điệu múa đẹp và uyển chuyển lắm. Và bản thân cơ thể của em Ri, em cảm giác nó nóng, tay chân em bắt đầu run và nó không có kiểm soát được các bạn. Em mới cầm cây quạt lên và em cũng múa luôn. Những cái tư thế xoay quạt, chụp quạt, nếu là bình thường thì em không bao giờ làm được đâu. Nhưng mà đôi tay em tự động di chuyển ha, và múa trong vòng khoảng 5-10 phút là bề trên khai và khiến cho em làm như vậy. Thì cây quạt nó rơi xuống, em bừng tỉnh và em bắt đầu nhìn giáo giác xung quanh. Thế nhưng tay của em lại bắt đầu run, đầu óc không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa, mặc dù là em vẫn biết chuyện gì đang diễn ra nha. Em đưa bàn tay chụp lấy cái người kế bên mình và bắt đầu xoa bóp. Em bóp, em ấn vào những cái huyệt để mà em chữa trị cho người ta. Và sau khi mà ấn cái đường huyệt sau cùng, em bắt đầu là làm chủ được cơ thể của mình được một lúc, thì tay của em lại run tiếp. Lại đưa tay lên và múa những cái điệu mà em hay thấy trên những cái phim tiên nữ hay múa đó. Cứ múa như vậy một lúc sau là em hoàn toàn tỉnh táo lại luôn. Và khi mà em tỉnh, cũng là lúc bắt đầu buổi lễ. Trong lúc làm lễ nha, cái tiếng khóc, tiếng la hét vang lên. Và khoảng tầm nửa tiếng đầu á, những người mà bị ma quỷ nhập bắt đầu quậy phá. Thầy Năm nè, cùng với mấy anh đệ tử lao đến để mà ôm lấy cổ của những người bị nhập vật xuống. Tiếng la hét đánh nhau vang lên rầm 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 luôn, rất là hỗn loạn các bạn. Và trong số những cái tiếng đó, còn nghe thấy tiếng gầm gừ như một con thú hoang. Cái tiếng đập tay xuống đất chan chát. Thì sau cùng, cô Trang cô mới bước lên, cô chỉ tay thẳng mặt cái người bị nhập và cô Trang kêu á, bây giờ mày chịu yên không, tao cho mày hai lựa chọn, một là đi tu, còn hai là tao đánh mày khỏi đầu thai luôn, mày chọn đi. Và lúc này cô rút ra ba cây nhang đốt lên rồi khấn vẽ quanh tượng Phật, xong cô nói đó, ở đây là chỗ linh thiêng, mày thử mày quậy cho tao coi coi, mày có tin tao phóng một cái là mày chết mày luôn không, mày đã chết một lần rồi đó, không chịu đi tu tập đi còn nhập vô xác người ta quậy phá, mày có tin mày chết thêm lần nữa không. Cô nói quá trời nói luôn các bạn, biện pháp mạnh biện pháp nhẹ để trục cái vong kia ra mà cô đưa vong đi tu tập. Thầy Năm với cô Trang cùng những cái người đệ tử đó, mỗi người một tay, gọi là khuyên can cũng có, biện pháp nhẹ biện pháp mạnh là cũng có. Và cuối cùng may mắn là những cái vong đa phần họ cũng chịu rời xác mà họ tu tập ha. Nói chung là ai cũng cố gắng làm để cho xong cái buổi lễ hết. Và đến khi mà kết thúc á, mọi người có đi lên một cái chỗ tụ tập để mà ăn uống nghỉ ngơi. Và trên đường di chuyển á,
Em Ri này, em có ghé nghỉ chân tại một quán nước. Khi mà em ngồi xuống được lúc thì em bắt đầu bị hành căng nữa các bạn. Tay chân lại run run, và trước khi mà em bị hành quá mức, em có kêu một cái cô ngồi gần đó là cô ơi, chưa kịp nói gì hết trơn là bắt đầu em cầm quạt em múa ra. Cái cô đi chung á, do là cô cũng không có rõ như thế nào nên là cô cứ hoang mang, cô niệm Phật hoài luôn. Và khi em Ri này em múa được một lúc, em mới nói chuyện được với cô kia là cô ơi, cô xin mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu đi cô. Miệng thì nói được nhưng mà tay em không làm chủ được mình. Em cứ múa may quay cuồng như vậy hoài. Thì cô đó nghe xong biết em bị hành căng rồi, cô đã mới chắp tay cố xin mẹ một lúc á, thì cái cây quạt trên tay của em mới rơi xuống. Thì em bắt đầu em tỉnh lại ha. Và mọi người á, khi mà tới nơi thấy em này đang nằm xả lai rồi, mới dìu em lên cái chỗ nghỉ ngơi. Và lúc mà hồi tỉnh lại được, mọi người lại tiếp tục đi đến làm lễ tại một cái miếu gì đó, em cũng không có được rõ do mệt mỏi quá trời rồi. Và xong xuôi, cả đoàn di chuyển lên trên miếu của mẫu ha. Và tại đây nè, thầy Năm cùng với cô Trang bắt đầu làm lễ giải căn cho mọi người để mà biết căn của mình là ai. Và trước khi mà giải căn đó, thì đoàn cũng tụng kinh niệm Phật giống như là những cái lần trước. Và trong lúc này em lại bị hành căn nữa các bạn. Mỗi lần bị hành á, em phải trị bệnh một lần thì sẽ không có bị hành nữa. Cái đoạn này giải thích rõ hơn một xíu cho mọi người dễ hiểu ha. Các bạn nhớ lần đầu tiên bé này bị hành căn là trong đêm, khi mà chưa lên tới cái chỗ chính á, thì em chỉ cầm quạt và em quạt thôi. Lần thứ hai lúc mà lên chỗ làm lễ rồi, thì những cái người mà bị hành căn, những người bị vong nhập, người ta bắt đầu có biểu hiện ra đó, thì bé này là múa quạt đúng không? 5-10 phút sau là bé té xuống. Đầu óc của bé là nhận thức được nhưng mà chưa điều khiển được tay chân. Thì bé có chụp tay qua cái người ở bên cạnh đó, và bé bắt đầu ấn thông những cái huyệt đạo cho những cái người mà dạng ta bị bệnh đó ha. Thì mỗi lần mà bé bị hành căn thì bề trên sẽ hướng dẫn cho bé, giống như là kiểu soi đường cho bé để mà trị những cái bệnh, chính xác là bệnh như thế nào á. Thì em này em chưa đến mức tu tập kỹ lưỡng nên em chưa có nói chính xác được, nhưng mà em chỉ chung chung là bị bệnh thì mình đoán chắc là bị bệnh nhẹ thôi, ví dụ là đau nhức này kia các kiểu đó, thì em có thể ấn thông những cái huyệt đạo đó. Và sau mỗi lần mà bị hành căn thì em sẽ được hướng dẫn trị bệnh một lần như vậy, thì em sẽ không còn bị hành nữa. Quay trở lại với câu chuyện nè, sau cái buổi tụng niệm đó thì cũng đến cái lễ giải căn. Mọi người xung quanh thấy em này bị hành hoài à, nên là quyết định cho em lên giải trước, mặc dù còn rất là nhiều người đang xếp hàng nhưng mà người ta chưa có bị hành nhiều ha. Khi đó, cô Trang cầm tay em, nhắm mắt lại sau một lúc rồi ôm em và nói căn của em chính là căn của Kim Quang Mẫu, và làm lễ giải căn cho em được nhẹ cái người á. Và sau khi mà giải xong, giải đây có nhiều bạn sẽ hiểu lầm ha, không phải là giải để mình không mang cái căn đó nữa, mà giải để cho là giống như kiểu là mình nhận thức được là à, mình là người có căn là như vậy. Và qua ngày hôm sau, mọi người trong đoàn di chuyển tiếp tục đến miếu Ngọc Hoàng, và tại đây thì sẽ làm một cái lễ tụng niệm, rồi làm lễ giải trừ hết những cái bùa chú và trị bệnh về tâm linh. Tất nhiên là có cái được, có cái không. Và trước khi mà được lên xếp hàng đó, thì em Ri này nè, em lại bị hành căn nữa các bạn. Em lại phải trị bệnh cho cái người kế bên xong thì mới bình thường trở lại được. Và khi mà được chứng kiến cái câu chuyện giải bùa và bệnh về tâm linh đó, thì có một cái người bị bệnh làm em thấy nhớ. Là người này nha, không biết sao mà bị khiến cho nói chuyện không được. Cô Trang thì lúc đó cô vào, cô ngồi cô giải cô trị. Khi mà cô nói chuyện và cô làm phép á, thì cái người đó đứng run 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 và nôn ói liên tục luôn. Và sau khi mà cô cho người đó uống cái nước giải gì đó trên cổ họng đó, thì người đó bắt đầu phát ra những cái tiếng nói sau cả một cái khoảng thời gian dài im lặng. Có nghĩa là người này không phải bị bẩm sinh đâu, mà tự nhiên tới cái lúc đó im luôn các bạn, giống như là bị nín ngang vậy đó. Thì khi này nha, cô Trang cô giải xong, cái người mà bị dính bùa bắt đầu là bập bẹ nói được. Và khoảng tầm nửa tiếng, tiếng đồng hồ sau, những cái câu chữ, những cái tiếng nói đó bắt đầu nó trong trẻo và nó rõ ràng hơn, liền mạch hơn. Và sau thì cô Trang có cho ăn một cái nhím bông và uống một cái ly nước trắng. Người đó là người đầu tiên. Tiếp theo sau người đó là một người đàn ông trung niên. Người này thì bị một vong hay đi nhậu nhập vô. Thì cô có vỗ vào cái lưng người đó mấy cái á, thì cái người đàn ông này ói rất là nhiều các bạn. Mặc dù cái nước ói ra đó nha là nước trắng thôi, nhưng mà lại nghe thấy có mùi bia rượu.
Và cô Trang cũng khuyên giải cái vong vừa vỗ vào lưng người đàn ông kia cho ói ra, vừa nói chuyện để khuyên giải cái vong đó. Đến khi mà người đàn ông này ngừng ói rồi thì cũng cho người đó uống 2 ly nước trắng, rồi lại tiếp đến người tiếp theo. Và khi mà tới lượt của em này nè, cô nhìn em một lúc, bị là hôm qua giải căn ra là em kim quang mẫu rồi. Sau đó thì cô kêu là em che mắt lại đi. Cô có nói đó là thôi, bây giờ cho con bé này đi về tu tập, 3 năm sau trở lại với ta, đừng có hành nó nữa, để cho nó về đi tu tập. Thì em nghe xong thật sự là cũng không có hiểu lắm đâu, em cũng chỉ gật vậy thôi. Nhưng mà trong thoáng chốc á, em cảm giác là người của em nó được nhẹ hơn một xíu. Và cô Trang cô kêu là con nhỏ này nè, nó có căn nghiệp làm thầy đó nha, không có thoát khỏi được đâu, dù không chịu á thì cũng phải chấp nhận thôi. Sau đó cô Trang có cho em ăn một nhúm bông và kêu em đi lên trên chỗ của thầy Năm đi. Và tới chỗ thầy Năm rồi, thầy có đưa cho em một cây thuốc, kêu là em nhai hết. Và từ khi em nhai cây thuốc này nè, em không còn bị hành căn nữa. Thầy giải thích á, là đúng lý ra em vẫn còn bị hành trong vòng khoảng 1 đến 2 năm, nhưng mà hồi nãy sinh rồi cho nên là thôi, tạm thời là không bị ha. Những người khác như thế nào thì em không rõ vì rất là đông á. Và sau cùng thì cả đoàn của em kết thúc cái lễ trên này, nghỉ ngơi rồi xuống chỗ hang ông hổ, rồi xuống miếu bà chúa xứ để làm lễ xong, rồi trở xuống chân núi Cô Tô, hay còn gọi là chân núi Phượng Hoàng. Và khi đã nghỉ ngơi tắm rửa xong xuôi, mọi người lên xe và trở về. Tuy nhiên, chuyện tâm linh vẫn còn nha các bạn. Ở trong đoàn có một thằng cu, năm đó là được 5-6 tuổi gì đó, nhưng mà bị hồn của một con khỉ nhập vào người cũng 2 năm hơn rồi. Mẹ bé kể nha, gia đình cũng đưa bé đi bệnh viện chữa trị nhưng không khỏi, và thậm chí là trong cái đợt cả đoàn này đi nè, không biết là giải được hết hoặc là giải được một phần hoặc là chưa tới lúc giải được hay như nào đó thì em Ri không có đề cập rõ trong email. Chỉ biết là lúc mà đi về thì em Ri này có ngồi gần bé thôi nha, có tranh thủ mà sờ tay sờ chân của bé đó, thì cảm giác nó lạnh ngắt hả. Và suốt dọc đường đứa bé nó quậy lắm các bạn, rồi làm hành động và phát ra những cái tiếng kêu giống như con khỉ vậy đó. Và khi mà mẹ của bé đưa bé coi cái điện thoại thì bé ngồi yên. Em có quay qua em lén là kiểu xoa cái bàn tay của mẹ đứa bé đó, xong rồi kêu là bây giờ chị lấy tay của chị đó, chị xoa tay, chị xoa chân và xoa lên đầu của con chị đi, cứ xoa liên tục vậy đi, giống như dạng là em truyền cái hơi ấm vậy đó các bạn, của một người mà mang căn mẫu mà. Thì em nghĩ như vậy là tốt. Thì khi mà cái người mẹ đó xoa đầu, xoa tay, xoa chân thì giống như những cái chỗ mà xoa qua nha, cái đứa trẻ này mặc dù nó cảm giác nó rất là ngứa nhưng mà nó không có gãi được các bạn. Nó ngứa ngát giống như là cái pháp lực của bề trên hoặc là như thế nào đó. Nói chung là bé này nó không có gãi được những cái chỗ mà mẹ nó động tay vào. Đó là nó khóc, nó giãy, nó đạp, trời đất ơi ha, nó có giống như là kiểu nó gào rú lên luôn. Và lúc này nè, là kiểu xe nó mới trả bớt khách rồi, rộng chỗ ngồi rồi. Em đi em qua em tiếp xúc được với đứa bé con đó, thì em giả vờ em dùng biện pháp mạnh, chứ lúc đó em đã ra làm thầy làm bà gì đâu mà em biết. Em kêu là quậy đi, quậy đi, quậy tôi đánh đó, quậy đi, quậy thử coi. Thì đứa bé nó ngồi im, nó sợ em này lắm nha các bạn. Mẹ nó nói á thì nó không nghe, nhưng em này nói nó rất là sợ luôn. Giống như người mang căn mẫu á mà được giải ra căn rồi thì chắc là nó cũng có cái uy hơn là cái người bình thường. Và đến đây là tạm thời kết thúc những câu chuyện tâm linh của em Ri. Và em có hẹn với Nguyễn Nguyễn là còn nhiều sự vụ lắm, em sẽ kể cho Nguyễn Nguyễn trong cái khoảng thời gian gần nhất. Và khi nào mà nhận được email của em rồi hoặc là tin nhắn của em thì Nguyễn sẽ tiếp tục làm video và kể đến cho mọi người ha. Và lời nói đầu tiên ở đây, anh Nguyễn cảm ơn em Ri rất là nhiều. Do những cái chia sẻ của em không phải lúc nào cũng được nghe kể đâu. Cảm ơn cái sự chia sẻ rất là chi tiết và thật lòng của em. Cảm ơn em ha. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thích video và để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, như thường lệ đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và những lượt tương tác của mọi người là niềm động lực rất lớn để cho Nguyễn Nguyễn ra video phục vụ luôn ha. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được
tin nhắn, email của mọi người thông qua địa chỉ của Nguyễn Nguyễn là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Nếu mọi người có những câu chuyện tâm linh, có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn. Theo địa chỉ Nguyễn vừa đọc, xin được phép nhắc lại lần nữa là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page và qua Facebook cá nhân. Và tất cả những thông tin như là email, fanpage, Facebook của Nguyễn Nguyễn, kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.